lời Đức Phật từng cơn hằng lòng. Chung con nghĩ coi nè ha, hãy mình gieo hạt giống, nếu mình trồng thì ít nhiều mình phải hưởng ha, chứ đâu có ai trồng thế ai. Hôm nay thầy cũng hơi vui vui, Phật tử cũng vui lên nha. Thầy kể một cái mẫu chuyện này hồi xưa đó, kỳ dân có thấy ha. Đây là cái quả địa cầu. Thầy kể chuyện á, quả địa cầu của mình nè. Nhưng mà hồi xưa đó trò, hồi xưa nó quay một giờ đồng hồ chỉ có 1.000 thôi, 1.000 vòng thôi. Mà bây giờ nó quay một giờ đồng hồ 10.000 vòng. Nó quay, quay siết đừng mà ngừng. Đổ cái gì thì cứ đổ, mà quay thì vẫn quay. Thì thầy biểu hiện cho đây là một cái quả cam hay là quả trái gì đó, nó quay như vậy. Đó là trong cái lòng đất của chúng ta. Thì đừng có buồn với nhau gì hết. Đây là huynh trưởng, anh em, đây là tất cả đạo tràng. Vì bị quay đảo quá, cho nên con người, tất cả ai cũng muốn tu đi để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác hết, nhưng không được. Bị gì điên đảo hết mà, mình mới tiến lót thì phải bị nghiêng ngã thôi, chứ không phải là thầy trách với trò đâu. Đó như vậy. Vì thời kỳ mạt nữa mà cái địa cầu nó đang quay xoáy, nó quay không thể ngừng được. Quay để rồi rã, quay để rồi giao lại. Thì chúng ta sắp hưởng một cái quả địa cầu mới. Quả địa cầu mới cũng như chiếc xe cũ, con nói thôi bây giờ bỏ, hay là để đó làm chân đi gần, còn đi chiếc xe đời mới. Xe đời mới nó đầy đủ mà nó không mất công. Nó đầy đủ hết tất cả máy móc, chỉ con bấm hay là con đề số là nó sẽ đi, nó sẽ chạy. Còn xe kia là phải cồn càng, phải đủ thứ, rồi có thể là đứng đằng trước quay vậy nè. Hồi xưa đó con nhớ không, quay nó mới chạy. Thì hồi đó tu cực lắm mà, nói đây rồi nói đó, ngủ cẳng giò, nhịn đói à, vô núi rồi đó, nhịn đói à, người dân. Và thức hoài à, thức suốt là đừng thành Phật á, Phật mới cho. Còn bây giờ qua chừng chuyện làm Phật cho hết mà mình không biết. Nói như vậy không? Rồi mình nói trắng nói đen á, thì cũng là nãy kỳ dân có nói qua đó là tu theo lối cũ, hiểu. Bây giờ không còn lối cũ nữa, mà mình tu theo lối mới dễ lắm. Ăn mặc bất cứ, nhưng mình khép lại cái tâm linh của mình là quan trọng nhất đó. Thì chúng con ráng rèn luyện cái tâm của mình, lúc nào cũng cân nhắc, lúc nào cũng là một kho báu, không rời bỏ nó được, để sửa sai. Chính mình nói sai mà mình không nhớ, mình nói sai sao mà nhớ Phật được, Phật đâu có sai. Nói vậy, chính mình làm càng làm bướng mà mình nghĩ rằng đó là mình làm đúng sao được đó. Thì mình quản lý chính mình, mình trở về nơi tổng tham mưu bộ trưởng mình, chính mình làm chủ, thì con không có mất đâu. Mà mình lại cứng, mình lại dẫm mạnh lên, mình sẽ có một cái sức mạnh không lường được. Vì sức mạnh đó chúng ta tạo, vì không sợ cái gì hết, cái gì cũng sợ hết. Tôi sợ chồng tôi quá, sợ vợ quá, đâu có gì đâu. Cả hai cây cột chùa đó, cả hai cây cột nhà đâu có gì đâu. Tại mình giấu, mình không thông qua. Mình giấu con, giấu vợ, giấu chồng, giấu cha, giấu mẹ mình, chứ mình sự thật sẽ phôi bày lắm. Thì tất cả đều là cũng như điện vậy đó. Nếu mình thử mà đúng rồi thì đáp lại điện cháy, chứ có gì đâu. Chúng con phải hòa đồng với nhau. Đi ra đường á thì hòa đồng với nhau. Trời em anh ngọt đạo, từ bi Nam Mô Di Đà Phật. Vừa bước vô nhà rồi là địa ngục A Tỳ. Không, thầy nói đừng có buồn, giữ gìn đi trò, để chúng ta kết thúc tân dân, kết thúc là một người dân tộc mới của Di Lạc Dương Phật. Ai cũng muốn đi về nước tân dân, tân là mới nha. Dân tộc còn một ít, gom lại là một dân tộc rồng mây, không phải tầm thường, mà là một khối người ngày sau đây đó. Cái tình thương họ, khối óc họ quá sáng, cũng như là trăm cái bóng đèn này lắm, chứ không phải tầm thường. Rồi cái người phương phi, cái người mà tự nhiên mình thấy sức hào là mình kính mến quý rồi, chứ không phải bây giờ đi đụng mặt không thèm hỏi. Sau này thưa thớt người lắm trọc. Khi mà ngày nước thịnh nhà an thái bình rồi thì dân tộc đã tiêu diêu nhiều lắm, để lọc lại người dân mới, để lập Phật quốc mới, thần tiên mới ha. Tất cả đều mới hết. Thầy nói sao con không thấy vậy thầy? Con ráng sống đi rồi thấy, ráng lo tu tâm đi rồi thấy, ráng lo cho mình còn đi.
Dạ thưa thầy, bệnh quá trời rồi con tính không biết sao còn phải con. Con phải ngăn chặn cơn bệnh hoạn lại là sao? Thì cũng như là nói hồi nãy là mùa đông mùa rét mà chúng con đi không có gài áo, con mưa dày dầm thì chúng con bệnh chứ gì, mới nói trong nhà. Nắng thét đi thì có cái mũ chụp ở đây nè, để cái sói này nó đúng mà cái giờ giấc mà của ánh thế giới này quay thì cái ánh mặt trời này nó thu hết lại chất độc, nó sẽ vô hết cả đầu chúng con. Phải có cái đồ che lại. Là một, thứ hai, mình tạo cái sự hiền lành, mình không có chi phối mọi điều gì hết, mình giữ mình lại thì có mất chăng chút đỉnh thôi chứ không có mất cái đâu. Thì còn con già cũng vậy, chặn đứng cơn già lại, chứ không phải đi ra đó xoa hay là làm những cái chuyện gì mà giả tạo vô cho tôi mãi mãi, tôi còn trẻ mãi, chặn đứng cũng không được đâu trò. Mà để tự nhiên ơn trên ban phúc lành cho mình, tự nhiên nó sẽ đến đáp ứng cho mình. Đó. Như vậy cũng như người bạn mà tự nhiên bưng cho mình món quà hay tay mà mình còn để trên vai, mình mừng như thế đó. Còn mình lỡ mình xin người ta, mình tách cho mình không có quý, vì mình bắt buộc nó như vậy. Thế là hôm nay một cái đời mà đến đây không có xa lắm đâu, thì tất cả bà con mạnh giỏi hết nếu còn. Nói giờ ở Việt Nam còn hả thầy, hay là ở đây nói các nước chắc nó không phải đâu. Đã lọc lược, đã tạo cho tất cả chúng con có chỗ nơi yên lành để lo tu tâm dưỡng tánh mà. Gốc trời Nam nào mười phương, trong mười phương nào cũng có Phật, mười phương nào cũng có chúng sanh, mười phương nào cũng có. Như thế thì mình phải đang cố gắng như thế nào. Còn có rảnh rỗi chủ nhật không có thầy ở đây, hoặc là như thế nào cũng có lời chùa để coi vị minh sư nào tình nói là hay ý đẹp. Nhưng mà ý thầy cũng muốn mà tất cả với Phật tử về cái ngôi chùa Bủ Sơn Kỳ Hương mà thầy đã đặt, kỳ dân đã ấn dấu để mà soạn thảo, để đem hết tất cả những lý kinh thơ phú đời sau quá mờ lu tịch mịch, thầy trò ta phụ dịch đôi lời, kêu chúng sanh khắp cả mọi nơi gìn đạo lý sau này mới sống. Đua chen lấn hay còn mơ mộng, chưa đặt thân nghiệp công thiếu tàn, thầy ngồi buồn tâm dạ chưa an, biết cảnh khổ làm sao ta giúp. Thôi thì ráng Di Đà ẩn núp, chúng con ơi sắp sụp địa cầu, đừng phong tô chức phận công hầu, hai ghế bờ nhà to lồng lồng. Nghiệp nhiều kiếp ngày nay đã công, sắp sự phân như mộng trúc cành. Thầy phiên trò tâm giả vắng tanh, cố suy nghĩ cậu nhìn sơn bao, có duyên phước nay ta đã thảo, về Úc Châu lập đạo của thầy, đặng sông còn hưởng cửa rồng mây, phút chút nữa thấy trôi chật biển. Giờ trò ráng thành tâm cầu nguyện, thầy vui lòng thăm viếng rồi hồi. Tỉnh đi trò tên tuổi không bôi, còn hứng thú theo loài mà quay, chắc sẽ bị tiêu tan cả thải, trên thiền liền
việc sổ tội phạm. Để chi rồi ma quái ác tham gây biến loạn nhà làm không ổn. Con không khéo giữ căn giữ bổn, ráng hồi quy tranh khốn tai nạn, sửa linh hồn thân thể bình an, thề lập được đạo tràng mừng rỡ. Dù tội lỗi hay nhiều món nợ, con hồi quy trí nhớ cội nguồn, thì tiêu dần như thể tiếng chuông, đang ngân đó rồi thôi dân tắt. Nhịp cầu thế ngày nay thầy bắt, miệng nói ra kinh kệ giảng đường. Vì thầy còn dâng lĩnh Phật dương, lòng xót dạ mến thương đồng chúng. Nếu không có thì thầy không ủng nằm quanh co chút nữa thầy về. Đến đây rồi trò tình dễ đừng mê, mặc tình kẻ chán chê phù phim. Mất sắc thể ngọc ngà khó kim, nay thầy rao lời giảng chỗ này. Đạo sĩ bần sang sửa phút giây, cùng cư sĩ kỳ dân biên tập, gửi khắp cả nếu ai đã gặp. Nguồn thơ sinh tấp nập gian rền, yêu chọn người lịch sử đừng quên. Đạo hiếu nghĩa có tên thất từ, Long Hoa hội ai hiền được dự. Rồng cù bay lưỡng lự khung trời, hội mây rồng hội Phật con ơi. Quỳ chim bái thấy nơi bạch ngọc. Hôm nay trong buổi thiết chiều thầy cũng vui vẻ để rao bài giảng cho tất cả quý sinh ha. Rồi bây giờ từ đây cho tới ngày 19 Tây gặp lại quý vị trò chia tay, thầy trở về nơi Việt Nam. Nói vậy chứ rồi Đức Phật thầy ở đây chứ ở đâu, ở chùa kỳ dân cư sĩ là một tù trì thôi. Đôi lời của thầy xin chúc lành hết tất cả ở đây cùng Phật tử đạo tràng. Thầy mong sau này thuyền đã cập bến đông hơn như thế này nữa nha, không đông cho nhiều nhưng mà đông cho đầy nghe không, đừng đông lưng mang tội hả. Không nhớ không, có cái bà cụ kia không còn muốn kể chút xíu, bà đông lúa, bà đông sao mà thấy đầy mà dỗ cái này nó giật nhiều đây. Khi đó bà lên thầy hỏi đông mấy trăm giả lúa rồi mới lên vậy, nói ủa sao biết con đông lúa, sao không biết rồi sao làm thị được. Bà nói dạ con mua con trăm mà con đông được 120, thấy không, 100 mà được 120 vậy hả. Như là bây giờ sao, dạ thưa thầy con sám hối, bây giờ con xin đi cắt lúa về con nuôi mà thầy dưới đạo đừng mà chuộc tội. Thiệt thầy đang giảng chút mà nên giờ cắt lúa rồi tôi không được nghe, tôi đi là cắt lúa xe gạo đội về. Nay chín mấy tuổi mà chưa có cô Ánh gặp. Bà cụ Tư Bình Phú nay gần 100 mà 93, 92 vậy rồi, còn đứng vậy đó mà đông lúa. Bà nùng lắm, dạ con đông 100, 120 thầy. Giờ con chưa, con đi cắt lúa, con kiếm từ giả lúa về cho mấy Phật tử cùng là đạo chúng của thầy ăn nha. Vậy cứ ai là nấu cho ăn rồi, vậy mà sống tới bây giờ.
bệnh ta tính chết rồi cũng không chết luôn à. Đó, như vậy thì thôi, thì chúc lành quý trò nha. Sau cùng thì xin quý trò mật niệm bên trong, không niệm ra tiếng. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mô Sư Phụ Thế An, Đức Phật Tổ có thể chứng minh cho môn đồ giáo phái của Ngài được tiếng đạo và sự mừng ăn mua may bắn đắp làm lành đến giữa tật bệnh tiêu trừ tay qua nạn khỏi, xin Thầy chứng minh. Nam Mô Mũ Sơn Kỳ Hương. Thầy chúc lành hết nha, và hồi hướng công đức hết tất cả nha. Trước thì dân, đó là một cái ngôi chùa sau này.